Mình chào các bạn nha. Mình thì cào gặp ba đứa con mèo bự vô bá rồi. Đứng mình đứng múc bên kia là mình nghe nó kẹt 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 kẹt. Nghe cái biết liền. Con mèo cục đuôi nha, cả bá luôn. Ui, cục đuôi. Bơi rồi. Bự lắm các bạn. Cái đuôi nó bị cục, nó bự nữa. Mình nghe nó khè, mình đứng đó, mình cạm bờ hồ nó đó, đó. Mình nghe nó khè rồi. Bơi ác thiệt. Để đi vào bển. Đang nằm im trong lùm cỏ. Đó, bỏ đó. Quay này khó ai thấy nằm trong lùm cỏ. Đuổi ra ngoài chứ nằm khóc này nguy hiểm quá. Nhìn đầu này. Đó. Nghe khè đi khè nó chưa? Rõ ngay cho đường bên nó nằm đây nè. Con này phun mắt. Phun mắt ác đó nha các bạn. Con mèo rồi. Để phải đuổi ra ngoài chứ nó nằm này nguy hiểm quá. Bự thẳng. Bự ghê. Con mèo cái này là khiếp đấy. Nè. Vuốt nó bụng nó thấy chưa? Khè ghê. Ứng quá, ứng quá. Lùi ra ngoài chấm. Giờ nó chui vô hang nằm này các bạn ơi. Đó, bạn thấy trong đó không? Mình quay bằng tay nữa, mình ớn quá. Chui hang nằm chấm rồi. Mình bó tay rồi. Nằm dưới hồ này. Mày đứng dưới hồ mày quay đứng sát luôn. Ghê quá. Lệ. Quay cái này thấy cái bụng nè. Đó. Lần bò đó. Má lâu lâu không gặp này, khiếp quá. Giờ không biết làm sao. Cho nằm đó luôn thôi chứ mình làm sao bây giờ. Đó, nó ra đó kìa. Vô lại rồi. Vô lại rồi. Ừ. Hổ mèo. Mèo là mang. Hổ mang, hổ mèo cái trời. Hổ mèo, hổ mang, hổ mang là hổ mèo. Vậy là cái con không bự nhí gặp á. Cũng là hổ mang mà hổ đất. Chờ con ní. Con nào, con mới nhí đi, lùi khác, tròn đầu khác. Mới lo cái đâu ra đó. Ra từ ngoài ra từ những ba miếng chọc nữa vô lại rồi. Còn cái đuôi nó cục.
Tắt gì chưa? Hả? Tắt chưa? Tắt gì? Quay hoa vậy? Quay lui. Đó. Chưa biết sao biết đúng không? Đang cạo để mình đứng bên kia nó kì kìa. Rồi đèn quá thấy cũng đứng ngóc đầu bên trời. Đó, ok. Nhỏ xí. Cái đồ cục đúng không? Yếu rồi. Mì gại lưng rồi. Ghiền chết ai phù xảo ngóc đầu vàng này nhí con đi rồi không con chết đâu không thấy nó về hỏi hẳn cái con nó đây lùi. Ủa, ba mới quay về hỏi hẳn là biết à. Đó, nó khẹt bạn ơi. Yếu rồi, con này mình để hang mình chọt yếu rồi nè. Cái này là hổ mèo nha. Đẹp chưa các bạn? Đó, quay vất vả, sáng giờ. Cái đuôi nó cục nè. Mình nâng cạo đứng rất xa, cách nó 20 mét. Nghe nhạc nữa. Mình nghe cái gì? Khè một cái, nhìn qua thấy. Con nhìn giống hổ mèo mà đứng ngóc đầu, đứng im như các bạn. Nước sát bờ hồ đang làm gì? Cái này... Cái già nè, các bạn thấy cái đuôi nó cục không? Cái đuôi nó cục ngủng không? Ngọn múa. Rất to, con này có nửa ký thôi là cao rồi đó các bạn. Nhìn mình mẩy rất bự nha. Khè khè cái này. Cũng đâu có mỏ đó các bạn không? Cái kiểu như mình biểu diễn á. Mấy anh kiểu biểu diễn kia kia vậy đó. Hổ mèo nha các bạn. Hổ mang sim. Hổ mang sim hay xiên gì. Nói chung là hổ mang Thái. Hổ mang Đông Dương đó. Hổ mèo là rất chậm nha bạn. Nó nằm trong hang mình chọt chạy da lưng nó luôn rồi nè. Bắt gì không ta? Con này là phun nọc độc vào con mắt chúng ta nha các bạn. Nó phình ra thì to vậy thôi chứ thật sự nó con này nó nhỏ. Đẹp nè. Gì đó nó phình đấy. Hên quá. Tưởng văng cái mắt mình rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha các bạn. Là mình đi cạo cả đêm rồi mình quay lại nó bò ra chỗ khác mình đi kiếm lại nha. Tại nó phì mình nó biết chứ không phì mình cũng thua luôn á. Giờ mình nếu con này đuôi dài chứ mình cầm đuôi biểu diễn cho bạn xem luôn. Nó giỡn thôi nha.